Những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Những tin tức toàn cảnh không thể bỏ lỡ. Những hình ảnh kết nối trực tiếp từ hiện trường. Tất cả chỉ có trong Xu hướng 24 giờ. Bản tin cập nhật các sự kiện nổi bật nhất được nhiều người truy cập, bàn luận và quan tâm. Kết nối trực tiếp, tương tác, chia sẻ, bắt kịp dòng chảy thông tin. Bản tin Xu hướng 24 giờ phát sóng trực tiếp 12:30 hàng ngày trên ứng dụng VTC Now, website vtcnow.net và các nền tảng mạng xã hội của VTC Now.